Maria sẽ đến giúp chúng ta chống trả các cám dỗ ở giờ lâm tử. Một trong những cám dỗ nặng nề và nguy hiểm mà chúng ta dễ sập bẫy xa chân nhất ở giờ chết là cám dỗ tuyệt vọng, không tin ở Thiên Chúa, giàu lòng thương xót. Khi khám phá mình là kẻ tội lỗi đáng bị nguyền rủa và lên án. Là mẹ, Đức Maria sẽ có mặt để cùng chúng ta vượt qua những cám dỗ dữ dội của Satan ở giờ định mệnh, lúc mà toàn lực lượng của hỏa ngục được huy động để cướp linh hồn chúng ta khỏi tay Thiên Chúa. Mẹ sẽ giúp chúng ta chiến đấu chống lại cám dỗ thất vọng khi thấy mình trần truồng công nghiệp, trần truồng công phúc, trần truồng ân sủng, như phạm nhân bị lột trần truồng khi bị hành hình đóng đinh. Mẹ sẽ nâng đỡ chúng ta không thất vọng vì thấy mình bất xứng, đời mình bất toàn, cuộc sống để oan khiên sai trái, bằng củng cố lòng trông cậy ở lòng thương xót Chúa, như người gian phi cùng chịu đóng đinh bên phải Đức Giêsu để khẩn khoản nài xin ơn tha thứ trong giờ lâm tử. Mẹ sẽ giúp chúng ta vượt qua thử thách tuyệt vọng khi người thân yêu quen biết bỏ rơi, trở mặt bội bạc, ngược đãi, hầu được hòa vào nhịp đập của trái tim bao dung nhân ái của Đức Giêsu chịu đóng đinh, mà rộng lòng tha thứ, bỏ qua tất cả nợ nần, thiếu sót, lầm lỗi cho mọi người, khi cầu xin với Thiên Chúa Cha bằng lời cầu nguyện của Đức Giêsu: Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm. Mẹ sẽ giúp chúng ta chiến thắng mưu trước của Satan khi chúng xúi ta kiêu căng, bất mãn do những đau đớn thân xác và đau khổ tinh thần ở giờ chết, để không như người gian phi bên trái đã bực tức ngạo mạn thách thức Thiên Chúa: Ông không phải là Đấng Kitô sao? Hãy tự cứu mình đi và cứu cả chúng tôi với.